Tại Việt Nam, Bình Dương chấn chỉnh không để phát sinh thêm tiền phí khi nhận cho cốt người mất vì Covid-19 Vừa nhận tiền hỗ trợ Covid-19, nhóm người tụ tập đánh bài bị phạt hơn 180 triệu đồng Án mạng trong khu phong tỏa từ chuyện ghen tuông Bắt đối tượng 2X giả danh cán bộ trại giam lừa đảo chạy án Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau 37 năm trốn khỏi trại giam. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng lừa đảo mua giấy phép lưu thông. Trên thế giới, xung đột tiếp diễn ở Syria, nhiều dân thường thương vong. Sau vụ tấn công bằng dao tại New Zealand, các siêu thị bỏ bày bán dao kéo trên kệ hàng. Sri Lanka ghi nhận 18.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. -xu Campuchia khẳng định chủ quyền với số dầu bị Indonesia thu giữ. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng đến với tin tức 24 giờ trên các nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, trước phản ánh của một số người dân ở tỉnh Bình Dương phải đóng thêm tiền khi nhận cho cốt người thân mắc Covid-19, ngành chức năng tỉnh này cho biết sẽ chấn chỉnh, đồng thời đề nghị người dân phải đi đúng nơi, nhận đúng chỗ nhằm tránh bị mất thêm chi phí phát sinh. Theo thông báo quy định, hiện chi phí mai táng người mất vì Covid-19 ở Bình Dương được Sở Lao động Thương minh Xã hội tỉnh Bình Dương làm việc với các bệnh viện điều trị Covid-19, cơ sở mai táng là Nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa. Đơn vị này đã tính phí trọn gói là 17 triệu đồng trên một trường hợp. Nhưng thời gian qua đã có một số trường hợp liên hệ để nhận lại tro cốt người thân thì bị đề nghị trả chi phí trọn gói 20 triệu đồng. Trước sự việc này, bác sĩ Văn Quang Tân, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, kiêm giám đốc bệnh viện giải chiến Phú Chánh cho biết Trường hợp phát sinh thêm phí từ 2 đến 3 triệu đồng là do người nhà tự liên hệ với đơn vị dịch vụ mai táng để nhờ họ thay mình lo liệu việc đến nơi hỏa táng nhận trô cốt, sau đó mang đến tận nhà bằng giao. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện đã nắm được vụ việc và sẽ chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng phát sinh phí khi bàn giao trô cốt người mất do Covid-19. Liên quan đến các vụ việc tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội đã bị công an xử phạt, tuy nhiên nhiều cá nhân vẫn không rút kinh nghiệm, cố tình vi phạm. Theo đó, công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương vừa xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với một nhóm người vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội. Đáng nói là những người này là công nhân sống tại nhà trọ vừa nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước. Theo đó ngày 4 tháng 9, công an phường Tân Đông Hiệp thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương cho biết đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với 13 người vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội. Trước đó lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại khu phố Tân Long phường Tân Đông Hiệp thì phát hiện có 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền và không ai đeo khẩu trang. Qua kiểm tra, cơ quan thu giữ trên chiếu bạc khoảng hơn 200.000 đồng. Những người này khai nhận là công nhân do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay và vừa nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước thì ngay lập tức dùng tiền này để sát phạt nhau. Mới đây, tại một dãy nhà trọ trong khu phong tỏa COVID-19 thuộc phường Bình Tân, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là từ chuyện ghen tuông. Theo điều tra, đối tượng Tôn Thị Ngọc Nga sinh năm 1990 và nạn nhân cùng trú tại tỉnh Kiên Giang, đang ở tại một phòng trọ thuộc khu phố 6 phường Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Vì quá tức giận, đối tượng Nga đã dùng dao trong phòng trọ gây sát thương cho nạn nhân, cũng là người sống chung như vợ chồng với mình. Ngay sau đó, nạn nhân đã ngã xuống sàn nhà và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đối tượng Tôn Thị Ngọc Nga được công an thị xã Lê Ghi đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, đối tượng khai nhận mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ trước đó. Do gần đây, nạn nhân nghi ngờ đối tượng có người đàn ông khác nên ghen tuông liên tục xảy ra mâu thuẫn. Nhiều ức ức dồn nén dẫn đến án mạng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Vừa qua, Công an tỉnh Hải Dương đã vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hát, tên viết tắt, ngụ thành phố Hải Dương và đã điều tra bắt giữ đối tượng Phạm Thiên Hóa, sinh năm 2001, trú tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, đối tượng hóa biết chồng chị Nguyễn Thị H là anh Tăng Văn D đang bị tạm giam về tội đánh bạc tại trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ tháng 1, Hóa đã sử dụng ứng dụng Zalo để nhắn tin gọi điện cho chị H, giả danh là cán bộ trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương, yêu cầu chị H chuyển tiền cho Hóa để xin cho anh đê không phải chuyển trại và giải quyết việc anh đê vi phạm nội quy trại giam. Vì tin tưởng và lo lắng cho chồng mình, chị H đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do Hóa cung cấp với tổng số tiền là 42 triệu đồng. Ngoài trường hợp của chị H, đối tượng hóa còn sử dụng thủ đoạn như trên, lừa đảo chiếm đoạt của một bị hại khác 10 triệu đồng. Hiện vụ án đang được đội cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ. Và cũng liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, hiện công an của tỉnh Long An đang thông báo truy nã Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1959, ngụ tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Theo đó, nếu ai biết bị can Nguyễn Thị Bích Thủy ở đâu, Xin báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An theo địa chỉ như trên màn hình lúc này. Hoặc là bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát, hội ban nhân dân nơi gần nhất. Thưa quý vị, một đối tượng trốn khỏi trại giam bị truy nã đặc biệt sau 37 năm vừa bị công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ. Theo đó, đối tượng là Trịnh Đường Hoàng, sinh năm 1959, quê ở xã Xuân Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, đăng ký thường trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1984, Trịnh Đường Hoàng đã trốn khỏi trại giam công an tỉnh Quảng Ninh sau khi bị tuyên án 12 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Sau khi trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh, đối tượng liên tục di chuyển, làm việc tại nhiều tỉnh khác ở phía Nam. Đến năm 2000, dạt tới tỉnh Bình Phước và thay đổi tên họ, làm chứng minh nhân dân giả với vỏ bọc mới là Vũ Văn Đại, sinh năm 1960, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 4, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước, gây khó khăn trong quá trình truy vết bắt giữ. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 8, đối tượng đã bị bắt giữ tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ vi phạm về giãn cách xã hội vẫn liên tục xảy ra tại các địa phương. Mới đây, công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 20 người bốc vỡ hàng hóa trái phép ở khu vực gầm cầu vượt Thanh trì với tổng số tiền là 40 triệu đồng. Trước đó, qua tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch, cơ quan công an đã phát hiện có một số phương tiện chở hàng di chuyển đến khu vực gầm cầu vượt Thanh Trì, huyện Gia Lâm có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm cầu Thanh Trì có 9 xe tải đông lạnh chở hàng thủy hải sản và có 20 người đang thực hiện bốc dỡ hàng hóa. Qua kiểm tra 20 trường hợp trên đều không có giấy đi đường được cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, cơ quan chức năng đã xử phạt 2 triệu đồng trên một trường hợp lỡ ra ngoài khi không cần thiết. Còn tại tỉnh Nghệ An, mới đây công an thành phố Vinh cũng đã vừa phát hiện và tạm giữ một tài xế điều khiển xe đồ kéo cố tình chở 6 người ra khỏi thành phố khi địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Thành phố Vinh cũng đang là nơi tập trung nhiều ca mắc Covid-19 nhất ở Nghệ An. Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát cơ động số 1 công an thành phố Vinh phối hợp với chốt kiểm soát số 43 phát hiện xe ô tô đầu kéo biển số kiểm soát tỉnh Nghệ An có dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống dịch. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe trên khai nhận đã liên tiếp đón 6 người ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Vinh với mục đích là ra khỏi khu công nghiệp Nam Cấm và khu công nghiệp Đông Hồi thị xã Hoàng Mai. Số người trên trốn trên xe đầu kéo đều không xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Hiện cơ quan công an địa phương đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Một vụ lật nhà bè thương tâm đã xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa khiến cho hai người tử vong. Theo đó thì vào khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 9, một nhóm 9 người ngồi trên nhà bè tại một hồ nước ở xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Khi nhà bè cách bờ khoảng 50m thì bất ngờ lật chìm. Bảy người đã cố gắng bơi được vào bờ, còn hai người không may chết đuối. Lực lượng cứu hộ đã có mặt ngay sau đó để có thể tìm thấy được thi thể hai nạn nhân và đã bàn giao cho gia đình cũng như là chính quyền địa phương làm thủ tục mai táng. Mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục cảnh báo. Trước thực tế xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo mua bán giấy phép lưu thông giả mạo, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra cảnh báo đối với người dân. Theo đó, Thượng tá Lê Minh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng mua bán giấy phép lưu thông giả hiện nay trên địa bàn thành phố khá phổ biến. Vì vậy, người dân cần ý thức không nên tham gia để kẻ xấu lợi dụng dẫn đến vi phạm pháp luật. Hiện nay, công an thành phố cũng cập nhật danh sách người được cấp giấy phép lưu thông nên sẽ rất dễ dàng phát hiện ra nếu sai đối tượng giấy phép giả mạo. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý trên thế giới, trong chuyến thị sát, các khu dân cư ở bang Louisiana bị ảnh hưởng bởi bão Ida vào cuối tuần vừa qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết rằng chính quyền đang làm mọi khả năng để có thể hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Phát biểu với truyền thông khi đến thăm khu vực La Play, một cộng đồng nhỏ cách thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana, Mỹ khoảng 35 dặm về phía tây, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ rằng: "Tôi biết tất cả mọi người dân ở đây rất thất vọng về việc nguồn điện chưa được khôi phục. La Play được đánh giá là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề bởi bão Ida. Cư dân tại khu vực này hiện đang trong tình cảnh không điện, quang cảnh thì hoang tàn với nhiều cây cối đổ rạp cùng nhiều thiệt hại khác." 25.000 nhân viên trên khắp đất nước đã đến Louisiana để hỗ trợ lực lượng địa phương sớm khắc phục sự cố về điện. Hai người trong số đó đã mất mạng trong khi thực hiện những nỗ lực đó. Đó là một công việc vô cùng khó khăn. Chúng tôi hiện cũng đang làm việc 24 trên 7 với các công ty năng lượng cũng như sẽ triển khai nhiều nguồn lực liên bang, bao gồm cho chạy hàng trăm máy phát điện. Chúng tôi thực hiện mọi điều để có thể sớm khắc phục nguồn điện nhanh nhất có thể. Trước đó, ông Biden đã gặp thống đốc Louisiana John Bel Edwards và giới chức địa phương để thảo luận về các vấn đề liên quan đến cơn bão Ida. Thảm họa thiên tai này tiếp tục tạo nên những thách thức trong bối cảnh chính quyền ông Biden. Đang có thời gian vô cùng khó khăn sau cuộc rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan, bão cấp 4 Ida đổ bộ vào bang Louisiana Mỹ với sức gió khoảng 240 km/h hôm 29 tháng 8 vừa qua, làm đường dây truyền tải điện hư hại nặng nề, khiến hơn 750.000 hộ gia đình và doanh nghiệp phải chịu cảnh mất điện. Trong khi đó, thời tiết cực đoan này cũng gây trận lũ kinh hoàng ở New York, New Jersey và các khu vực lân cận. Đến nay, các nhà chức trách đã ghi nhận ít nhất có 9 trường hợp tử vong ở Louisiana và 46 người khác thiệt mạng tại vùng Đông Bắc nước Mỹ. Một đám cháy đã bùng phát và tàn phá một khu định cư ở Piura, miền Bắc Peru vào cuối tuần trước. Hình ảnh đã được hãng tin Reuters đăng tải cho thấy cư dân sinh sống trong khu vực cố gắng mang tài sản nhanh chóng tháo chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa lan tới qua thống kê ban đầu hỏa hoạn đã thiêu rụi 30 ngôi nhà cũng như là làm hư hại năm công trình nhà ở khác rất may là không ghi nhận trường hợp tử vong nào chia sẻ với truyền thông thì những nạn nhân bị mất nơi ở trong tai nạn này chia sẻ đang chờ đợi những sự giúp đỡ khẩn cấp từ chính quyền địa phương nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ. Những cuộc xung đột bạo lực vẫn tiếp diễn ở tỉnh Idlib của Syria khi quân đội dưới quyền tổng thống Bashar al-Assad liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm tiêu diệt phần tử cực đoan tại khu vực này, song lại gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Theo phòng thủ dân sự Syria, một trẻ em đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi lực lượng ủng hộ tổng thống Barras al-Assad triển khai một cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu của Nga nhằm vào làng Kansafara thuộc tỉnh Idi, tây bắc nước này, nhằm truy quét các phần tử cực đoan liên hệ với Iran. Bên cạnh đó, vụ việc còn giết chết hàng loạt gia súc trong khu vực. Nguồn tin còn cho biết, quân đội chính phủ tổng thống al-Assad cũng thực hiện nhiều cuộc nã pháo vào nhiều làng ở vùng Zabat Zawiyah thuộc tỉnh Idi không có báo cáo về thương vong trong các vụ tấn công này. Tỉnh id nằm trong khu vực giảm leo thang được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập theo một thỏa thuận vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, lực lượng theo chế độ Assad đã liên tục vi phạm các điều khoản, thường xuyên phát động các cuộc tấn công tại đây. Kể từ năm 2011 đến nay, Syria đã chìm sâu trong cuộc nội chiến tồi tệ sau khi Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện các cuộc đàn áp biểu tình ủng hộ dân chủ. Theo thống kê, có khoảng nửa triệu người đã thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì các cuộc xung đột bạo lực thường xuyên xảy ra trong khu vực. Tại Anh, một cuộc xung đột giữa những người biểu tình chống vaccine và lực lượng an ninh đã xảy ra bên ngoài cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của nước này, MHRA, ở khu Canary Wharf, phía đông của thủ đô London vào cuối tuần trước. Vụ việc bùng phát sau khi hàng trăm người tụ tập tại đây và tìm cách xông vào văn phòng của MSRE. Cảnh sát London đã phải dùng dùi cui để áp chế đám đông quá khích. Và theo ghi nhận ban đầu, ít nhất 4 sĩ quan bị thương và nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ trong vụ việc này. Nguồn tin này cho biết các cuộc biểu tình chống vaccine bắt đầu nổ ra ở Anh sau khi có thông tin rằng giới chức nước này sẽ mở rộng chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các nhóm tuổi nhỏ hơn trong bối cảnh năm học mới sắp diễn ra. Hãng tin Reuters hôm 4 tháng 9, một ngày sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng dao gây chấn động tại New Zealand cho biết, một tập đoàn siêu thị tại quốc gia này đã thông báo rằng sẽ không bày bán các sản phẩm dao kéo trên kệ hàng như một biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Trong một thông báo trên truyền thông, người tổng phụ trách an toàn của tập đoàn siêu thị Costco ở New Zealand, bà Kiri Hanifin cho biết, chúng tôi quyết định sẽ tạm thời không bày bán giao kéo trên kệ hàng tại các cơ sở mua sắm của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang cân nhắc có tiếp tục kinh doanh mặt hàng này nữa không. Bà Hanifin nhấn mạnh quyết định trên được ban lãnh đạo tập đoàn đưa ra nhằm tạo sự an toàn cho đội ngũ nhân viên khi đi làm, nhất là sau sự kiện hôm ngày 3 tháng 9. Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, một loạt chuỗi siêu thị khác cũng có những động thái tương tự. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 9, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại siêu thị New Lynn ở thành phố Auckland, New Zealand, khiến 6 người bị thương. Đối tượng là một nam giới người Sri Lanka đã bị cảnh sát địa phương tiêu diệt ngay tại hiện trường. Theo thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, hiện ba trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, bà Ardern còn tiết lộ, hung thủ là đối tượng bị lực lượng chức năng nước này tiến hành theo dõi từ năm 2016 vì có hành vi ủng hộ tư tưởng và chủ nghĩa cực đoan của tổ chức nhà nước hồi giáo từ sân IS. Một phóng viên của hãng thông tấn Reuters mới đây cũng đã bị giới chức Lebanon trục xuất. Trước đó thì người này đã bị thẩm vấn và đưa đến một trung tâm giam giữ ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Beirut của Lebanon vào tháng trước. Ông Suleiman al Khalidi, một nhà báo của Reuters mang quốc tịch Jordan, đã đáp chuyến bay đến thủ đô Beirut của Lebanon vào hôm 2 tháng 8 để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đưa tin của mình tại đất nước này. Tuy nhiên, các nhà chức trách Lebanon đã chặn người phóng viên Reuters ngay tại sân bay để kiểm tra hồ chiếu, tiến hành thẩm vấn cũng như yêu cầu phải giao nộp máy tính sách tay và điện thoại di động mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Theo lời kể của ông Khalidi, ông đã bị đưa đến một trung tâm giam giữ sau khi từ chối giao nộp các thiết bị và được đưa trở về Jordan vào ngày hôm sau. Trong bài tuyên bố, người phát ngôn của Reuters cho biết hãng này phản đối hành động đối xử bất công của các quan chức chính phủ Lebanon đối với nhà báo Sulemi on Khalidi, đồng thời yêu cầu Lebanon hủy bỏ quyết định và đưa ra lời giải thích. Đáp lại Reuters, Tổng cục An ninh Lebanon nêu rõ, Lệnh cấm nhà báo Khalidi nhập cảnh vào Lebanon là một quyết định về chủ quyền lãnh thổ Lebanon, không liên quan đến công việc hay nghề nghiệp của ông Khalidi. Qua đó, cơ quan Lebanon khẳng định rằng hành động của nước này là sự từ chối nhập cảnh chứ không phải trục xuất, song là không đề cập đến việc có hủy bỏ quyết định đối với phóng viên Reuters hay không. Ông Khalidi, trưởng nhóm nhà báo của Reuters tại Jordan và Syria, đã làm việc cho hãng thông tấn Reuters trong 25 năm. Ông là phóng viên đưa tin về Jordan và cuộc xung đột Syria, cũng như về Iraq, Lebanon, Libya và vùng Vịnh. Bộ Y tế Sri Lanka vào cuối tuần trước cho biết ghi nhận ít nhất 18.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 10 người tử vong vì căn bệnh này trong 8 tháng đầu năm nay. Trong đó, số bệnh nhân mắc bệnh vào tháng 4 là cao nhất với 1.860 người. Và trước thực trạng này, thì giới chức Sri Lanka nhận định rằng việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết cần phải được đặc biệt lưu ý, nhất là trong mùa mưa. Thời tiết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho loài mũi phát triển, khiến căn bệnh này tiếp tục lan rộng, đặc biệt là ở các khu vực thanh thị và bán đô thị. Bên cạnh đó, thì giới chuyên gia cũng đưa ra lời khuyến cáo người dân cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp của y tế nếu có triệu chứng sốt cao, nôn mửa không kiểm soát hay là đau bụng chóng mặt. Giới chức Gaza mới đây đã xác nhận 3 người đàn ông được phát hiện đã tử vong bên trong một đường hầm buôn lậu nằm dọc biên giới phía nam giải Gaza với Ấn Độ vào hôm 3 tháng 9, một ngày sau khi được báo cáo mất tích. Trong một thông cáo báo chí vào cuối tuần trước, Bộ Nội vụ Hamas cho biết họ đã tìm thấy ba người Palestine bị mất tích trong tình trạng đã chết bên trong một đường hầm buôn lậu nằm dọc biên giới phía nam giải Gaza với Ấn Độ. Được biết, những người đàn ông này là công nhân làm việc tại đường hầm. Hiện lực lượng an ninh và đội cứu hộ đã đưa ba thi thể ra khỏi đường hầm và vận chuyển đến bệnh viện. Các phe chính trị Palestine, bao gồm Hamas, đã lên tiếng kêu gọi giới chức Ai Cập cần nhanh chóng điều tra cái chết của những công nhân xấu số, số, đồng thời cho rằng Ai Cập phải chịu trách nhiệm về vụ việc này sau khi Hamas giành quyền kiểm soát vùng ven biển và lật đổ lực lượng an ninh của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào năm 2007, Israel áp đặt một cuộc phong tỏa chặt chẽ đối với giải Gaza. Điều này đã buộc nhiều người Palestine phải đào hàng trăm đường hầm bên dưới biên giới ở Ai Cập nhằm lấy nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men và nguyên liệu cho xây dựng, công nghiệp và nông nghiệp. Hơn 95% trong số đó đã bị phá hủy bởi một chiến dịch của quân đội Ai Cập. Hàng ngàn người dân Kabul, Afghanistan mới đây đã nô nức tập trung ngồi kín một sân vận động vào cuối tuần trước để xem một trận cricket. Và theo hình ảnh được hãng tin Reuters đăng tải, thì những người hâm mộ ai nấy đều rất vui vẻ khi thưởng thức trận tranh tài này, bởi lẽ vì đây là trận cricket đầu tiên được diễn ra kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô vào hôm ngày 15 tháng 8. Một khán giả hâm mộ chia sẻ rằng tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và yên bình. Taliban đã cho chúng tôi cơ hội đến xem trận đấu này. Tuy nhiên đoạn video cũng cho thấy không có bất kỳ phụ nữ hay là trẻ em gái nào xuất hiện tại sự kiện. Này. điều này đã làm tiếp tục dấy lên những lo ngại rằng Taliban sẽ tái áp đặt những điều luật hà khắc đối với phụ nữ, trẻ em gái như đã từng xảy ra trong thời kỳ 1996-2001. đến nay mặc dù nhiều lần khẳng định đã thay đổi nhưng Taliban vẫn chưa công bố những điều luật mà họ sẽ thực thi để cai trị Afghanistan. Vâng thưa quý vị, kết thúc bản tin tin tức 24 giờ ngày hôm nay sẽ là một tin tức liên quan đến vụ tàu vận chuyển dầu bất hợp pháp mới bị lực lượng Indonesia bắt giữ vào cuối tháng 7. Trong một diễn biến mới nhất, thì giới chức Campuchia đã lên tiếng khẳng định số dầu thô trên con tàu này là thuộc quyền sở hữu của Vương quốc Campuchia, đồng thời cho biết rằng đang phối hợp với Indonesia để đưa khối lượng dầu nói trên trở về nước. Trong một thông báo liên quan đến tàu chở dầu MT Strouveler, ông Chipsaw, tổng phụ trách về dầu mỏ của Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, cho biết số dầu thô trên tàu này trị giá hàng chục triệu đô la thuộc sở hữu của Vương quốc Campuchia. Thông báo nêu rõ tàu MT Strouveler đã qua mắt lực lượng an ninh, rời khỏi vùng biển Campuchia bất hợp pháp vào giữa tháng 6 và bị Hải quân Indonesia bắt giữ ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia hôm 27 tháng 7. Vụ bắt giữ diễn ra 3 ngày sau khi Phnom Penh phát lệnh truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol với cáo buộc con tàu này đã đánh cắp gần 300.000 thùng dầu thô trong kho dự trữ dầu của Campuchia. Sau khi bị bắt giữ, 19 thủy thủ đoàn tàu MT Stroveler gồm 13 người Ấn Độ, 4 công dân Bangladesh và 2 người Myanmar đã bị lực lượng hải quân Indonesia thẩm vấn tại một căn cứ quân sự. Thuyền trưởng người Bangladesh hiện đang phải đối mặt với mức án phạt 1 năm tù giam cùng số tiền phạt 14.000 đô la với cáo buộc vi phạm quy định về hàng hải. Theo nguồn tin này, tàu chở dầu MT Straveler Joker Bahamas có hợp đồng với công ty dầu khí Greek Energy của Singapore. Chuyên chở dầu trong dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại khu những quyền Đô ngoài khơi Campuchia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.